Rồi. Hello cả nhà. Hello cả nhà. Ivy Journal Brand Ambassador. Hôm nay Ivy sẽ hướng dẫn cho mọi người làm tiara S và design for Christmas nha. Mọi người ơi. Đây, đây là tay của chị Jay, đẹp ghê chưa? Và làm tiara với color 13 à. Đó. Màu Milky White nha. Hôm nay là thứ hai, không biết là mọi người làm đã về nghỉ ngơi hay là đang rất là rảnh. Hình như là thứ hai là chậm nha. Thứ hai mùa này thì đang chậm. Rồi, đầu tiên hôm nay Ivy sẽ test luôn cả cái máy mới nha. Đây là cái máy mới của công ty nè, thích lắm. Chỉ việc là nhấn vào hô giữ nó. Rồi, đó, bắt đầu nó chạy lên đèn nè mọi người, thấy chưa? Xong rồi á, lúc này là mình chỉ việc xoay cái phía này. Mình xoay cái đầu này để mà mình dặn lên, để mà mình turn on. Và bây giờ á, đầu tiên mình sẽ clean cái da. Đây, mình sẽ đi đầu này trước nha. Đi đầu này thì mình sẽ đi tầm số 1 thôi, tại vì cái máy mới này nó mạnh lắm. Mình đi tầm số 1, số 2 thôi, cái máy mới này nó mạnh lắm luôn á. Rồi, mọi người thấy rõ không? Đó. Đây. Đó, mình đi ngay cái phần da chết nè, mọi người thấy không? Cái này là không cần cắt da luôn, đi này thôi là quá đẹp. Đi cái dòng cái cuticle này để cho cái dòng cuticle của mình nó đẹp hơn, nó sạch sẽ hơn. Và khi mà úp móng gel tiara S này vô á, thì á hả, cái tay của mình á nó mướt và cái cuticle nó tròn, nó ôm sát đều. Đây, mọi người đi cái này thì mình đi từ từ thôi, tại vì á mình đi chủ yếu là cho sạch da, cho nên á mình hạn chế là đi nhanh nha. Đó, đi vào mấy kia đi cô. Đó. Mọi người thấy bộ tay của chị Jay chưa? Để chị Jay để vô lại cho mọi người xem nha. Đây là bộ màu xanh dương, rất là đẹp luôn. Đó. Rồi. Rồi, tiếp theo mình sẽ đi cái đầu diamond bit nha mọi người. Đây. Mình chỉ đi lướt sơ trên cái bề mặt này thôi, chứ mình không có đi đè nha. Và cái đầu diamond bit này á, thì mình chỉ đi trên là cái móng thiệt thôi, mình không có đi lên trên móng giả nha. Có nhiều anh chị đi refill á, xong đi móng refill á, mọc dài ra ngoài đây nè. Xong rồi á, cái mấy anh chị đi cái đầu này lên, cái mấy anh chị nói, ủa sao á hả, tôi đi mà nó không có đi mất bột gì hết. Cái này mình chỉ có ăn trên móng thiệt thôi, chứ nó không có lên trên mặt móng giả đâu nha mấy anh chị. Giờ này ở bên Florida đã là 7 giờ rồi. Không biết là mấy anh chị ở tiểu bang khác giờ này mấy anh chị đã làm ra chưa, hay là vẫn còn ngồi ở trong tiệm ha. Hôm nay á, là em được qua bên công ty luôn, vô studio để mà làm việc. Và làm sẵn đó thì làm live stream luôn với mọi người. Rồi, đó. Sau khi mà đã rết móng xong rồi á, em sẽ lấy cây cọ nè, phổi bụi. Cây cọ này nó mềm gì đâu luôn á. Có nhiều loại cọ brush này nè, nhưng mà nó rất cứng, lông da lông rất là cứng, khi mình chà lên á nó bị đau rát da, nhưng mà cái cây cọ này lại không nha.
Rồi, tiếp tục. Bây giờ mình sẽ đi bước đầu tiên, đó là dehydrator. Đây. Chai số 1, step 1. Thì cái chai này á, cái bước của nó là cái bước 1 này á, là để khử dầu, khử độ ẩm để mà kềm đem cái chất trên cái bề mặt móng. Đó. Rồi, tiếp tục mình sẽ sử dụng primer. Chai số 2. Đây. Đó, mọi người thấy chưa? Rồi. Đây là chai số 2 để mà nó tạo sự kết dính. Rồi, tiếp tục. Thì thường á, Ivy khi mà Ivy làm ở trong tiệm thì Ivy sẽ dùng cái chai số 3. Chai chính là cái camera. Ivy sẽ sử dụng chai số 3 brush on gel. Thì thường á, khi mà mình làm móng TRS này á, mình sẽ lật ngửa cái TRS này lại. Mình sẽ lấy một cây cọ. Mình nhúng vào acetone và mình sẽ quét ở phía mặt này để làm mất đi độ bóng của cái bề mặt. Thì sau khi mà mình làm cái step này xong rồi á, thì mọi người sẽ để cái lớp step, cái tiếp tục cái step số 3 này lên trên cái móng này luôn. Nhưng mà Ivy á, sẽ là đi kỹ hơn một chút. Bởi vì á, sometimes á, có những tay của khách á, họ sẽ bị cong nhiều quá, cái móng của họ u quá và cong nhiều quá, hoặc là cái tay của họ không muốn giữ móng thiệt, nó lòi ra nhiều quá. Thì lúc mà mình đi hết số 3 như vậy á, lâu xong nhiều khi á, sẽ bị hở cái móng ở dưới. Khi mà mình để cái móng lên nè, mình úp cái móng lên nè, thì cái móng thật á, nó sẽ bị hở ở dưới này. Và khách nó ăn xong, ăn uống gì nó dính vô dưới cái móng thật này rất là nhiều. Nên thành ra ai vậy muốn kỹ hơn, ai vậy sẽ đi một cái bước, thêm một bước nữa. Đó chính là mình sẽ sử dụng nó, mình sơn nó lên. Mình sơn nó lên theo kiểu giống như mình sơn base gel á mọi người. Thì mình cứ mình sơn nó theo kiểu sơn base gel á, cắt ra một chân tóc, một sợi tóc, 1mm. Rồi. Đó. Cái bước này nó cũng không có tốn thời gian là mấy, nhưng mà nó cho mình sự đảm bảo an toàn để cái móng á, khi mà nó bám dính với nhau rất là chắc nữa và cứng nữa. Mình không có sợ móng nó bị hỏng ở dưới. Rồi. Đó. Đây, xong sau đó mình sẽ để hơ. Mình sẽ để vô máy hơ hơ tầm là 30 giây. Rồi. Đẹp chưa? Mọi người thấy cái ombre không? TRS mà có thể làm ombre được luôn, đặc biệt chưa? Mọi người cũng biết là TRS đó, cái tay, cái móng của TRS là nó có chỉ có một màu mà thôi. Nhưng mà bây giờ mình có thể làm ombre được luôn, là làm design được trên cái móng TRS luôn. Đây, mọi người thấy chưa? Đây là màu số 13 Milky White. Đây là một cái móng không có màu mà mình làm design ombre. Và làm bằng cách nào? Rất là đơn giản luôn á. Rồi, sau khi mà mình rep móng, mình sẽ sử dụng acetone. Mình làm mất cái bề mặt móng ở dưới này á. Mình quét lên, mình mất bề mặt móng ở dưới này. Thì mình sẽ sử dụng chai số 3. Rồi. Tại vì cái này là Ivy đã đo hết móng và đã dũa shape hết cho theo cái tay form tay rồi. Mà mình chỉ đi nhanh để mà làm design thôi. Cho nên mình sẽ đi qua cái bước đó là dũa cái móng, pha phao tay này kia lại nha. Rồi, mình sẽ quét cái lớp gel này. Mình sẽ ước lượng. Mình sẽ ước lượng là cái phao tay nè, mọi người nhìn nè, cái phao tay của chị Jay nè, nó vừa như đây thôi. Thì mình sẽ ước lượng là cái phao tay, mình sẽ quét cái lớp đó cũng ở cũng tầm khoảng như đây, là nó cũng sẽ gần gần bằng với lại cái tay của chị Jay. Rồi. Xong. Sau đó chúng ta sử dụng cây cọ nè, đặt nó giữa như thế này, kéo xuống để làm gì? Để cho cái lớp gel này nó đọng ở đây, và khi mà mình úp cái lớp gel này lên thì nó sẽ dính cái lớp gel này. Và khi mà mình đã sơn cái lớp này rồi thì mình chỉ cần để vừa phải, nó sẽ tự động nó ra đầu móng. Rồi, tiếp tục đang úp nó lại, để cách cuticle 1mm, xong để 45 độ, thả nhẹ xuống. Rồi, xong sau đó mở đèn, mình kéo nó cho xuống đến tận đầu móng và mình mở đèn.
Thì lúc này mình hơ đèn thì mình đếm tầm là 5 giây. 1, 2, 3, 4, 5. Thả ra, nó đã cứng rồi. Rồi, tiếp tục qua móng trên đây. Móng nhỏ thì mình sẽ đi ít lại, móng to thì mình sẽ đi nhiều hơn. Đây là đi ngón út. Ngón út thì đã bị cắn rồi, cho nên ngắn ngủn mà. Mình sẽ đi chút xíu như thế này thôi. Đây. Rồi tiếp tục, cách 1mm, 45 độ, cách 1mm. Hạ dần cho lớp gel chảy ra đầu móng. Rồi, để vô mấy hơ. Ồ, hình như mấy hơ này hết pin rồi, không có lên điện. Rồi, đếm 1, 2, 3, 4, 5. Thả ra. Rồi, à, mà quên nữa. Tại vì bởi vì Ivy làm quen, cho nên khi Ivy để lên á, nó sẽ thẳng theo cái đường chuột móng. Nhưng mà mọi người nhớ nha, trước khi mình để lên nha, mình phải căm nha. Nè, mình để cố định nè. Mình để cố định. Rồi, cách 1mm xong, hạ xuống. Vì nè, phải canh xương, cái trục xương móng tay của người ta phải thẳng. Ví dụ như mà nó không thẳng đúng không, mình có thể nghiêng qua bên trái chút xíu, nghiêng qua bên phải. Xong, để vô máy đèn ha. Mấy anh chị mà quên cái vấn đề mà đo trục tay á, là cứ làm theo quán tính á, nó méo xẹo vậy nè. Xong rồi con khách á, hả, nó cự cho. Lúc đó không kịp tháo ra để mà sửa lại luôn. Rồi, móng tiếp theo là móng đeo nhẫn. Móng đeo nhẫn này á, thì đã bị cắn rồi, lại bị cắn nữa. Chị chay hay cắn móng tay quá nha. Rồi, ok. Với 45 độ hạ dần xuống. Rồi, cho lớp gel tràn lên trên đầu móng. Để vô mấy đèn hờ. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, đè xuống một chút. Tại vì cái máy sắp hết pin, cái đèn nó sắp hết pin, cho nên mọi người thấy đó, là mình đếm 5 giây nó sẽ không có cứng. Thì mình thành ra mình hô lông một chút, tầm 10 giây nha. Rồi, đây. Cái Tiara S này á, thật sự tiết kiệm thời gian nhiều lắm luôn á mọi người. Bởi vì á, mình chỉ cần một cái công đoạn là rep móng thôi. Rồi xong sau đó mình đo và mình up lên. Trước khi mà bình thường mình làm bột á, là mình cần phải dán móng nữa nè. Sau khi dán móng xong á, rồi á, phải ha, dũa sần đi sần lại. Rồi dũa shape, rồi canh, rồi bắt đầu là đắp bột. Đắp bột rồi lại đợi bột khô. Thì cái thời gian mà mình làm mấy cái đó rất là lâu. Mà cái Tiara S này á, thì thật sự những cái khách á, mà thích design á, và lâu lâu mà họ mới tới tiệm của mình á, khách design mà theo kiểu là cứ mỗi một lần tới là thích một bộ mới, thì mình nên á, recommend khách là làm cái này. Bởi vì cái này á, là gel, cho nên khi á, mà khách cứ 2 tuần, 3 tuần tới làm bộ mới á, thì á, họ tháo ra không có hư tay của họ nhiều và không có làm mỏng cái móng của họ nhiều giống như á, là bột. Bởi vì mọi người cũng biết á, là bột mình phải dũa rất là nhiều để cho bay cái lớp bột ra. Còn cái gel này thì mình chỉ việc là ngâm như acetone là xong thôi. Rồi, đó, mọi người thấy chưa? Khi mà úp lên mọi người vẫn phải canh cục trục xương nha. Rồi, còn một ngón cuối cùng. Oh sorry mọi người, nó bị ao. Đó. Rồi, 45 độ. Nè, nếu mà ít quá thì sao? Khi mà ít quá nè, mình úp nó nè. Đó, mới ra, chưa ra, mới ra được, mới chưa nửa móng nữa là nó ngưng rồi. Mà nếu mình đè ra nữa thì nó sẽ bị hỏng cái chỗ này lên. Đó, mọi người thấy không? Cho nên mọi người nhớ khi mà mình quét á, mình quét cái bề mặt phía sau này nè, mình phải canh như thế nào á, mà cái bề mặt này mình quét nó vừa phải tới cái mức đây thôi. Xong rồi mình đè nó ra, nó sẽ tới đầu móng. Nhiều anh chị nói cái này dễ, mà thế là đã nhắn vô sao úp không được, úp bị vểnh, rồi úp nó bị dư, nó bị tràn, hoặc là nó bị rớt. Rớt là do mọi người rep móng không kỹ. Còn bên cạnh đó nó bị mà giống như là không có đủ á, không có đủ gel á, thì là do mọi người không có canh cái móng. Mình để cái lớp gel lên so với cái móng thật nó sẽ là 2/3 so với móng thật. Là cái lớp gel trên cái móng úp nó sẽ là 2/3 so với móng thật. Xong sau đó mình úp, mình đè lên thì lúc này nó sẽ là full đầy luôn cái móng của mình. Rồi, rồi xong rồi. Đây mọi người thấy chưa, đẹp chưa? Tiếp tục, rất là đơn giản. Mình sẽ sử dụng một cây dũa. Mình sẽ để hơ tầm là 60 giây trở lại.
Sau khi mình hơ tầm 60 giây xong rồi, mình sẽ lấy một cây dũa, mình sẽ dũa lại trên đầu móng. Và xong sau đó mình sẽ lấy một cái đầu. Xong sau đó mình sẽ lấy một cái đầu, một cái đầu mài. Mình sẽ đi, đợi một chút để em lấy cái đầu mài đó. Cái đầu mài này á, thì là hình như là được cả. Đây, chị Jay nói với Ivy là cái đầu này là đầu mới nè. Mọi người thấy không? Đây, đầu này. Thì khi mà mình đi cái đầu này á, mình đi lên trên cái cuticle này nè, thì nó sẽ rất là tự nhiên. Đây, đó, nhìn nó giống như là hả, cái móng thiệt mình mọc ra vậy đó. Và nó đẹp tương đương như là móng bột vậy đó, không khác móng bột chút nào luôn. Rồi, rồi sau khi hơ 60 giây xong rồi, mọi người nhìn nha, mình sẽ giữ hai tay ở hai bên hông, rồi cố định cái tay đặt vô và dũa. Khi mà mọi người dũa và mọi người không có đặt vuông góc với cái này, mọi người dũa ha, khi mọi người không đặt vuông góc, mọi người đặt như vậy nè, thì cái này nó sẽ bị xéo đó. Nhớ đặt vuông góc vô dũa. Đợi em một chút nha, để em đọc. Nếu khách làm ngắn thì có mang không chị, là sao ta? Em vẫn chưa hiểu câu hỏi. Mạng này có, mạng này có ngắn không chị? Chị ơi, chị có thể viết có dấu giùm em được không chị Jessica Lê? Bởi vì em học, em đọc em không có hiểu. Chị hỏi là móng này có ngắn không chị? Hay là chị hỏi là cái móng này nó có ngắn hay không? Ồ, nếu mà chị muốn móng ngắn thì mình có thể cắt nó vô như thế này. Đây, chị thấy không? Là nó đã ngắn rồi. Nhưng mà em vẫn chưa hiểu rõ cái câu hỏi của chị, cho nên chị có thể viết có dấu không? Để mà em có thể mà giải thích trên livestream để cho mọi người cùng nghe, cùng hiểu. Đó. Thì thường á, cái khách của tiệm em á, họ không có làm dài hết giống cái full tip giống như vậy đâu. Tiệm em á, là họ làm móng ngắn sát cái là cái da đến đây thôi. À, tới đây thôi. Đó, hoặc là sát lên đây nữa. Nhưng mà em vẫn lấy cái cuff này luôn, bởi vì cái cuff này cái độ u, độ tròn của nó rất là đẹp. Độ si cơ của nó rất là đẹp. Cho nên em chỉ là tới đây, em cắt ngắn tới đây, xong là xong rồi. Và em lấy ở tiệm em thì giá cao hơn giá của bột á, là 5 đồng. Tại vì khách á, là khách chỉ là móng ngắn như vậy thôi, họ cũng chỉ sơn gel nhẹ thôi, và mình đỡ tốn thời giờ, không có giống như là đắp bột, nên em cũng không có lấy quá mắc. Còn nếu mà khách lấy móng dài như thế này thì em mới lấy thành là hơn cái giá đắp bột 10 đồng. Cho nên thật ra giống như cũng tùy khu vực, mà tùy theo thành phố, tiểu bang mà cái giá nó sẽ khác nhau. Như đợt trước thì em cũng có hỏi chị Jay á, thì chị Jay có nói với em là cái giá của ở đây á, thì là chị Jay lấy nguyên cái bộ là 85 đồng là full set TRS. Nhưng mà ở tiểu bang thành phố của em á, thì nó lại đâu có lấy giá đó được, tại vì giá đó là quá cao. Cho nên tùy theo mỗi khu vực mình sinh sống mà giá khác nhau nha mấy anh chị. Rồi, đây mình đi cho nó lài xuống cho nó tự nhiên nè. Nằm nó xuống một chút. Đó. Rồi, tiếp tục bên này. Mọi người thấy không? Sau khi mà mình ghép móng á, bằng hai cái cây đầu mài, rồi xong rồi thêm cây diamond bit, thì mà mình đi thêm cái đầu này nữa, nó rất là đẹp luôn, nó đơn giản, nhanh, gọn lẹ, mà không, mà nó tròn typical nữa. Mà cái dũa này nó an toàn, nó không có cắt tay chảy máu giống như là bột. Chứ thật sự bột á, nếu mà anh chị mà đi nhanh giống như vậy mà tiết kiệm thời giờ như vậy chắc là hơi bị hiếm á, chắc không có luôn á.
bột mà đi hả, vô cái hả, vô mấy cái khóe này nè, là ngồi nín thở để mà đi rồi, chứ không có mà vừa làm vừa nấu như vậy đâu. Rồi tiếp tục, đây là con lá cuối cùng. Cái máy vũ màu vàng này nè, nó hay lắm nha mấy anh chị. Hồi nãy á, là em không có cái máy này, là mình phải nhấn vô để mà mình turn on đúng không? Thì khi mình không sử dụng nó tầm 3 phút đến 5 phút á, thì nó sẽ tự tắt. Chứ nó không có giống nó tự tắt, giống như là máy tự động vậy đó. Rồi, sau khi xong hết rồi, lúc này lấy cái buffer. Đó. Bụp. Bên hông. Bụp trên bề mặt. Để cho nó mất đi cái độ nhám. Và khi mà nó mất đi cái độ nhám này á, thì để mình sơn keo cũng được nè. Hoặc là mình để mình sơn top coat thì nó bám lâu hơn. Chị ơi, mình phiêu bột lên trên gel S được không chị? Có người phiêu được. Nhưng mà em không có recommend á, là mình phiêu bột lên trên gel S. Bởi vì á, cái dịch vụ gel S này á, là để mà tay khách nó nhẹ và không có mùi. Bên cạnh đó, những cái khách mà thích gel S này là tay họ không có thích cái tay của họ bị lằn bởi những cái dũa bột. Thì khi mà mình phiêu bột lên á, mình phiêu được. Nhưng mà khi mà họ tháo ra rất là khó. Và khi mà tháo ra, hai cái chất nó khác nhau. Một chất là chất bột acrylic, một chất á, là chất gel. Thì lúc này hai cái đó, một cái thì dễ ra, một cái ra nhanh, cái ra khó. Nó sẽ làm rất là mất công cho cái người tháo và mất công cho mình. Thì khi mà làm gel S này á, recommend để mà làm á, thứ nhất á, là sculpture bay gel. Cái thứ hai á, là cái chai số 3. Mình sẽ sử dụng là cái chai số 3 này, brush on gel. Và thêm một cái nữa đó chính là tap gel, tap hybrid gel. Và bên cạnh đó thì mình có thêm là builder gel nữa. Mình build bằng những cái gel, chất liệu gel cùng với nhau. Nó sẽ dễ hơn á, là mình đang sử dụng gel mà mình lại đi build bột. Và khi mà tháo ra cái tay của khách nó sẽ nát bấy, nó sẽ rất là dơ và nó khó nói lắm. Bởi vì khi mà mình sử dụng cái TRS á, mình bào 90% là mình ngâm acetone là nó đã dễ ra rồi, mình chỉ cào. Còn bây giờ mình ở phía trên này là bột, phía dưới này là gel. Mình bào 90% trên này á, mình vẫn phải dùng cái máy bà dũa để dũa từ từ ra mà. Cho nên khó lắm. Hỏi là có bán móng ngắn không chị? Ồ, có bán móng ngắn hay không? Có móng ngắn. Hiện tại trên website á, là có đến tận là 9 shape móng khác nhau. Và 4 cái loại, và 4 chiều dài khác nhau. Kèm theo á, là đang có 13 màu natural. Mọi người có thể lên website của công ty á, để mà tham khảo thêm. Rồi, đó, buffer. Sau khi buffer xong rồi á, thì lúc này mình sẽ sử dụng cái giấy lau cồn. Đây cái giấy. Đây cái giấy này đây. Và giấy này công ty cũng có bán luôn nha. Rồi. Nè. Phủi. Xong, mình sẽ lau trên bề mặt. Mình sẽ lau alcohol lên trên bề mặt. Cho em số điện thoại gọi mua chị ơi. À, lát nữa sau đó bên công ty sẽ có sale gọi ra cho mình nha, hoặc là nhắn tin ra cho mình nha. Mình sẽ mở điện thoại vô. Dạ. Dạ rồi. Có ai còn đặt câu hỏi gì nữa không ạ? Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ làm ombre. Hôm nay em sẽ làm ombre á, là TRS mà ombre với màu bột. Màu bột này là màu của Z-Blend, màu số 26, màu đỏ nha. Màu đỏ này có clear đờ này mấy anh chị thấy không? Đó. Rồi. Bây giờ đầu tiên mình sẽ lấy chai matte top coat. Mình sẽ sử dụng matte top coat. Ai nói là matte top coat của Journal không thể nào mà làm ombre. Mình có thể sử dụng được hết nha. Đây. Đầu tiên mình sẽ sơn hết nguyên một cái móng. Em sẽ làm ombre là ngón nhỏ, ngón út và ngón cái.
còn hai ngón này sẽ là vẽ 3D. Mà bởi vì vẽ 3D á, thì mình cũng sẽ sơn mát luôn. Bởi vì khi vẽ mà mình sơn mát á, nó sẽ rất là đẹp. Và cái bông 3D của mình á, nó không có bị chảy. Cái bột nó nằm yên trên một chỗ. Rồi. Và hoặc là mình có thể khi mà mình đi cái matte top coat này rồi á, mình cũng không cần đi lên thêm một lớp top nữa cũng được. Đây. Sơn hết full móng nha, và đặc biệt nha, sơn kỹ hai bên hông, hai bên thành móng nè. Đây, hai bên thành. Đặc biệt khi mà đi ombre với lại bằng top coat matte á, thì mọi người nhớ là phải sơn kỹ hai bên khóe, hai bên hông. Đó, hai bên cái thành móng. Rồi. Xong sau khi hơ á, mình sẽ để vô máy. Sau khi mình để lên xong, mình sẽ để vô máy hơ. Thì khi mà mình để lên máy hơ á, đối với lại những cái máy hơ mà tầm 48W đổ xuống á, thì mọi người chỉ để hơ tầm là 15 cho đến 20 giây thôi. Và những cái máy mà cao hơn là phải càng ít giây lại, là sẽ thêm 10 giây. Và những cái máy mà tầm 24W á, thì mọi người cũng có thể để là 20 giây. Nhưng cái máy này á, là cái watt của nó rất là cao, cho nên Ivy chỉ để là tầm 20 giây thôi. Sau đó nè, mở hũ bột của Z-Blend ra. Đó, màu đẹp chưa? Rồi, đây, ngón út. Bên cạnh chuẩn bị nè, chúng ta sẽ chuẩn bị cái gì? Một cây cọ để ombre. Đây, đó. Và một miếng khăn giấy để dưới đây. Hũ bột. Rồi, mình dip cái tay vô 50%. Đó, dip cái tay vô 50%. Xong sau đó mình muốn đậm cái phần ombre lúc nào cũng đậm trên bề mặt đầu, trên đầu móng khúc này. Chúng ta sẽ dip cho nó đậm lên một chút. Rồi, thấy chưa? Nó đậm hơn cái đầu móng, mọi người thấy không? Đó. Rồi, lúc này chúng ta sẽ dùng cây cọ. Chúng ta sẽ dặm vô bột. Chúng ta sẽ dặm để loang cái phần bột này ra, ombre một chút xíu. Đó, nếu mà dặm mạnh quá nó bị bay mất, mọi người để vô lại một chút. Phủi nhẹ nè. Lấy tiếp bột nè. Tùy cái màu nha. Có những cái màu đậm thì mình mới làm được, tùy cái pigment của nó đậm. Có những màu pigment nó nhạt như là mấy cái màu mà tông pastel thì mình không có làm được như vậy đâu. Rồi, mọi người thấy nó ra cái độ ôm loang, ombre như thế nào. Rồi, tiếp tục. Chúng ta sẽ làm tiếp 50%. Dip đầu móng cho nhiều vô để cho nó đậm trên phần đầu móng. Rồi. Sau khi đậm trên phần đầu móng rồi, lại dùng cây cọ nhấp vô bột, dặm. Mình có bột đắp dip gel không ạ? Em cần mua đủ màu. Có luôn ạ. Bên em có một cái dòng đắp và có một dòng dip và gel và luôn cả màu sơn thường, đó là dip and do. Mọi người, dip and do. Còn bên Z-Blend, cái hãng Z-Blend, còn cái sản phẩm Z-Blend này á, thì chỉ có bột và sơn gel mà thôi. Và trên website cũng có luôn á. Nó có rất là nhiều, nó có whole line luôn. Và bên cái cạnh đó, nguyên cái whole line đó, mọi người không biết là cái sản phẩm này như thế nào. Mọi người có thể mua theo kiểu á, là mua từng cái set nhỏ. Nè mọi người thấy không, em dặm mạnh quá nó mất đúng không? Mọi người cũng có thể để vô. Cái quan trọng của mình á, là cái khúc này nó ombre thôi, cho nên mình dặm nè, dặm bột vô. Đó, rồi, nhẹ ra. Tại sao em không phủi liền? Em sẽ nói cho mọi người nghe. Sau khi mà em làm xong cái ngón cái này, lại tiếp tục 50% dip trên đầu móng nhiều vô. Lấy cái hũ bột nhúng vô tay người ta, hoặc là mình lấy cái tay khách nhúng như vậy cũng được. Nhưng mà làm vậy thì tội khách quá. Để cho khách ngồi yên đi, mình sẽ lấy cái hũ bột mình nhúng vô thôi. Rồi lúc này nè, lấy cây cọ ombre, dặm bột. Rồi, phủi nhẹ nè, phủi lấy tay phủi nhẹ nè. Đó, thấy ổn, không ổn, nhúng vô thêm. Rất là nhanh luôn, thật sự mình làm này rất là nhanh nha. Rồi, xong sau đó nè, mình để vô máy hơ. Đó, màu đỏ đẹp chưa? Đây là màu xanh nha. Xong mình để vô máy hơ, mình sẽ hơ 60 giây.
tại sao mình để vô máy hơ lại, bởi vì cái lớp bột á, lúc đầu mình đi cái lớp mát á, nó còn hơi ướt, mình đi ôm rê vô thì cái lớp bột lúc này cái pigment nó bám trên cái lớp bột của mình, lên cái nền mát của mình, và cái nền mát này nó chỉ là bám lên trên đó thôi chứ nó chưa bám chắc hết hoàn toàn, mình phải để vô máy hơ lại. Và khi máy này máy nó hơ lại, bắt đầu cái lớp mát của mình nó khô cứng thì cái lớp màu nó sẽ nằm trên đó. Lúc đó mình sẽ sử dụng một cái cây cọ, mình phủi nhẹ nó đi thì cái màu bột nó vẫn, màu mà ôm rê nó vẫn còn ở trên cái móng chứ nó không có bay đi mất. Có một số anh chị làm theo cái cách này bằng master coat xong, cái mấy anh chị nói là tại sao nó lại phủi cái nó bay đi hết trơn, hoặc là mấy anh chị sơn tớp một cái là không còn, là bởi vì thứ nhất mấy anh chị hơ cái lớp mát quá khô, khi mà dip mấy anh chị chỉ thấy cái màu nó ôm rê ra thôi nhưng mà nó không có bám trên cái nền. Cái thứ hai mấy anh chị dùng cây cọ cái lông nó cứng, hoặc là mấy anh chị phủi mạnh quá, hoặc là không để hơ vô lại, cái màu nó không có bám, thế là mất hết trơn đó. Đó mọi người thấy chưa, đây phủi nhẹ nè, phủi nhẹ nè, màu vẫn còn bám đây, em cho coi, phủi nhẹ đây, màu vẫn còn bám, hồng hồng đỏ đỏ xinh chưa nè, em phủi nhẹ. Mọi người thấy không? Đẹp chưa? Rồi, bây giờ hai ngón này em sẽ vẽ hoa, rồi sau đó mình sẽ đính đá để làm thành là Noel nha. Chúng ta sẽ sử dụng một cây cọ 3D. Mọi người đi làm về chưa? Có đói bụng không? Em từ lớp về và livestream luôn đó mọi người, cũng hơi đói rồi đó. Rồi đây, cái đây là cái cọ 3D đầu bảng tròn. Bên công ty hiện có đang có hai đầu cọ, một là đầu cọ bảng dẹp hình tam giác và hai là đầu cọ bảng tròn. Thì nếu mà mấy anh chị mà hay vẽ hoa, mà vẽ hoa hồng á, thì mấy anh chị nên sử dụng cái đầu cọ tròn này, bởi vì cái đầu cọ tròn này nè, vẽ hoa hồng á, nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà thật ra hai cây cọ mình đã nắm vững kỹ thuật vẽ hoa 3D á, thì thật ra cọ nào nó cũng vẽ như nhau cả thôi. Tôi nói gọi không có bán máy tại vì người ta out the business hour, chỉ có 9 giờ tới 5 giờ thôi là thôi. À, chị ơi, có thể là chắc là mình đã trái múi giờ với là giờ của bên Florida đó, cho nên là khi mà chị gọi á, không có ai bắt máy hết. Chị hay gọi theo cái giờ làm việc và cái múi giờ của bên Florida nha chị. Là từ 9 giờ đến 5 giờ Florida là sẽ có sale ngồi bắt máy và sẽ hỗ trợ chị về sản phẩm của công ty, về mua hàng và về service hết mọi thứ nha. Rồi. Thường á, Ivy mà vẽ bông 3D á, Ivy sẽ sử dụng liquid là MMA. À, thường có một số anh chị sẽ sử dụng là EMA xong rồi pha với acetone. Ivy sẽ không làm vậy, bởi vì á, khi mà mình pha như vậy nó sẽ hơi bị giòn, cái bông nó sẽ bị giòn, thì ai vì không có muốn là cái bông của mình bị giòn, và cái bột của mình á, nó cũng khô cứng, khó vẽ, ai vì không có muốn làm khó bản thân, cho nên ai vì sẽ sử dụng cái liquid mau khô, đó là cái liquid MMA. MMA chỉ dễ vẽ 3D thôi nha, chứ còn đắp bột thì ai vì vẫn là đắp bột EMA, W with EMA. Rồi. Đó. Bột vẽ 3D đẹp quá mọi người ơi. Đó. Màu xinh chưa? Tại vì mình sẽ làm một cái cánh lên trên chỗ này nữa, mà cái bột này nó còn đang ướt, cho nên Ivy sẽ để nó yên ở đó, Ivy không có vẽ nữa. Ivy sẽ vẽ qua cái cánh khúc chỗ khác. Mọi người thấy không, bột của Z-Blend á, ngoài á, công dụng á, là đắp bột, có thể đắp ôm rê mà còn có thể vẽ hoa, bên cạnh đó là còn có thể nhúng để làm ôm rê trên nền tiara nữa, nó có quá nhiều công dụng đi luôn á. Chưa kể màu đẹp dẻo, đắp bột thì lâu khô. Mấy anh chị nào mà hả chưa có Z-Blend á, thì hãy thử mua một collection về để mà làm đi. Mấy anh chị sẽ cảm nhận được là cái bột này á, nó dẻo, nó đã ra sao.
Rồi. Bởi vì mình vẽ cái hoa cho mùa Christmas đó cũng là chỉ là những cái cánh nơ, cánh hoa đơn giản thôi, cho nên nó mình không cần phải vẽ quá cầu kỳ. Đó. Mình chỉ cần là vẽ cánh hoa, chồng cánh hoa chồng lên nhau. Cảm ơn mấy anh chị đã thả like, thả tim cho em nha. Đó. Nhiều khi cục bột của mình á, mình lấy ướt quá và cái cục bột nó lâu khô quá, nó không lâu xe lại á, thì mọi người để cái đầu cọ của mình á xuống để cho cục thấm cục bột bớt, cũng giống như đắp bột vậy đó. Em nhờ check messenger. Em nhờ check dùm chị nhé, than chị order trong tuần mà vẫn chưa nhận được mail báo ship. Dạ rồi, để em sẽ báo lại nha, rồi sẽ có người trả lời cho chị nha chị, hoặc là chị nhắn vào trong message cho công ty nha chị. Rồi, mọi người thấy rồi đúng không, lát nữa em sẽ đính cái đá ở giữa chỗ này và bên này một cái viền ngoài đây. Đó, đẹp chưa? Hơi nó hơi bị tối nha. Rồi, đây. Đó. Rồi. Góc bên này. Bột giá sao vậy chị? Bột giá sao vậy chị? Chị lên trên trang web của công ty xem giúp em nha. Tại vì sẽ, và hoặc là lát nữa em sẽ bỏ link dưới comment của chị. Tại vì em đang làm và em cũng chỉ thường là live stream, mình em cũng không có để ý giá của công ty nữa chị ơi. Nhưng mà theo em nhớ là tầm mười mấy đồng một hũ á. Thường á giờ ít ai vẽ 3D lắm, toàn là mọi người mua những cái hoa có sẵn lên không à. Nhưng mà thật ra thì em vẫn thích vẽ tay, bởi vì đối với em á, mấy cái mẫu này vẽ mình thích, khách nó sẽ cảm thấy là nó trả tiền cho cái một những cái hoa vẽ nó vẫn thích hơn. Nhưng mà có là tùy mọi lựa chọn của mỗi người. Tại vì cái hoa này em đang làm là hoa thành hình trái tim, vẽ nó thành để đính đá hình trái tim nên em bắt buộc phải vẽ. Chứ trên công ty cũng có mấy cái hoa đẹp lắm, đã nặng sẵn, nó được nặng sẵn, mình chỉ gắn lên thôi, khích rịch luôn, không cần phải mà vẽ như em. Mọi người thấy chưa, hoa dễ thương chưa. Lát nữa thêm một cái cánh nhỏ ở đây. Đó. Rồi. Mọi người ơi, có câu hỏi gì không? Em cũng quên bật nhạc để cho thêm sôi động nhờ. Rồi, sắp xong rồi, bây giờ mình sẽ qua đính đá. Thường mọi người đính đá, mọi người sẽ đính bằng cái gì? Thì thường em đính đá thì em sẽ sử dụng là treo đính của bên channel, treo hũ nhỏ. Nhưng mà đợt này thì bên công ty nó có ra một cái chai treo đính mới, đó chính là cái chai này nè, blue.
gel pen. Nó rất là tiện lợi. Thì nó có hai đầu. Một đầu là cái cây cọ để mà mình chấm, để mà mình đính cố định. Một đầu thì là có một cái cây kim để mà mình nặn nó ra. Thì đầu nào cũng được hết á, đầu nào cũng thích hết á. Đây, rồi sau khi cái hoa nó khô rồi, sau khi cái hoa đã xong rồi. Đây. Đó. Sau khi cái hoa của khô xong rồi nè, mình sẽ đính cái trái tim lên nữa. Rồi. Pen. Đây là cái đầu cọ lông nè. Đó, mình sẽ quét gel lên để mình vẽ. Hoặc là còn một cái đầu nữa, đó chính là cái đầu kim. Đây. Đó, giật cái này ra. Cái đầu kim này là mình nặng nó, mình bóp mình nặng. Nhưng mà em thì em đi cái này thì em cần phải cố định nó theo cái ý của em. Và cái này cái mà khi nào mình đi cái charm á, mọi người mấy cái charm vàng vàng á thì mình mới cần nha. Còn nếu không thì mình không cần đâu. Mình cứ đi bằng cái cây này, bằng cái chai này để đi được nhiều hơn. Đó, nó không có khô. Mình để vô máy hơi thì nó mới khô, cho nên cũng tiện cho mình hơn. Đó. Rồi, tiếp tục nè. Đây, đính đá. Mấy anh chị ơi, hỏi gì không? Nói gì đi để cho vui nè. Chứ không có ai hỏi gì hết. Em buồn quá đi. Đó, tiện ra chưa? Thả like, thả tim. Cảm ơn mấy anh chị nha. Cảm ơn các anh chị đã yêu quý công ty channel và lúc nào cũng đón xem những cái live stream của bên công ty. Rồi, bắt đầu mình tạo cái vòng cung nè. Cái đá này nó tạo nhỏ quá, kéo nó xuống dưới một chút nè. Đó. Cái gel này á, thì được một cái á, là mình đính được cả hai ngón tay luôn. Mình có thể điều khiển mình đính được cả hai ngón tay bởi vì á, nó không có chảy. Giống như có một số loại gel á, khi mà mình để lên nó sẽ rất là chảy. Thì cái gel này nó đỡ hơn cái phần cái đó. Cho nên khỏe cho mình mà mình không có, mình phải cứ cố định nó thôi. Rồi mình không có bỏ nó vô máy hơi liền cũng được. Ừ, thấy chưa, mọi người thấy chưa, xong một nửa vòng cung hình trái tim rồi. Rồi để hơi cũng được, mình làm tiếp. Còn mình hơi tầm là 10 giây còn là làm tiếp cũng được, còn không thì nè như em làm tiếp luôn cũng được. Nó dính lên trên cái mông nhiều quá, chùi bớt một chút. Rồi.
Có anh chị nào có đặt câu hỏi, có thắc mắc gì không ạ? Cái này là đi mà mấy cái detail nhỏ mà đính đá nhiều á, mà gặp khách đính đá full móng cũng tiện nữa. Tại vì chỉ gì có cố định đường xong rồi bắt đầu đi tiếp vòng vòng rồi đi tiếp theo lên thôi. Rồi còn một khúc nữa là xong rồi nè, mọi người thấy không? Nhanh chứ không có lâu. Lâu là ở công đoạn mình lấy mấy cái cục viên đá lên nó để mà làm thôi. Đó, rồi mọi người nhìn đi thấy chưa? Rồi để cho hơi giùm em với. Rồi cố định nó tí xíu nha. Xong rồi lúc này mình sẽ cho một vài viên đá ở đặt ở giữa. Rồi. Một viên đá to. Đấy. Rồi, xong, để vào ha. Đây. Blue gel pen, master coat đã. Đây là những cái đầu dũa mà nãy giờ Ivy xài. Đây. Rồi, mọi người thấy chưa? Rồi, bên cạnh đó cái cây cọ ombre. Cái cọ này á, ngoài ombre mà dặm bột kiểu này á, mình còn có thể dùng để ombre dặm treo nữa nha. Rồi. Cái cây này còn có thể ombre dặm treo, rồi mình còn có thể là làm ombre mấy cái cleader, rồi là mấy cái mà chrome dusty. Em nhớ là có một cái bộ mà dusty đó. Rainbow sand. Oh, rainbow sand. Thì mình có thể sử dụng được. Rồi, này. Mình sẽ lên top coat nha. Thì em sẽ đi là top coat chai số 4 của cuồng của con của nó luôn. Ok, sorry mọi người. Đây là chai số 4. Đó. Nè mọi người nhìn nha. Đây là cái ombre bằng bột nha. Em đẩy treo khô chân rồi. Rồi. Này, em vuốt thẳng một đường. Nhưng mà cái lớp bột này nó không hề bị chạy. Cái lớp màu ombre nó không hề bị chạy. Nó đẹp chưa? Đó. Tiếp tục làm lại nè. Trời ơi, cái này là bí quyết đó. Không phải ai cũng có thể là làm cái lớp mà để lớp bột này nó không bị chạy đâu nha. Đó. Mọi người thấy chưa? Lớp bột không hề bị chạy luôn. Đó. Trên cây cọ là sạch sẽ, không hề dính lớp màu bột luôn. Rồi, tiếp theo. Đây. Đó. Mọi người thấy không? Em miết nó luôn á mà nó còn không hề bị chạy màu nữa đó. Rồi. Tiếp theo. Về cái phần bên đá nè. Mọi người nhìn nè. Thường em sẽ đẩy vòng vòng. Rồi. Chùi cái cọ. Đẩy vô trong cái góc. Cho cái lớp top nó vô cái góc của cái chân hoa, cái chân đá. Đó. Rồi. Vậy là xong.
nhanh gọn lẹ. Nè, mình lấy nè, mình đẩy vô, đẩy vào. Rồi, mọi người nhìn lại nè. Đó, dễ thương chưa? Rồi, để vô hơi giùm em với. Đây, đây là bộ màu xanh. Còn bên tay bên kia là bộ màu đỏ. Đây là hộp số 13, màu Milky White. Đây, thấy chưa, màu Milky White số 13. Rồi, đây là màu đỏ. Tên tên Tiara S. Đó, màu Milky White nha mọi người. Bye bye mọi người, good night mọi người. Em tắt live stream đây.